Hello, hello mọi người, chào mọi người lại quay trở lại với kênh channel của mình. Mình là Justfova đây. Hôm nay ta lại quay trở lại với account của anh Mận. Như cái video hôm qua thì anh Mận cũng đã tìm thêm cho mình mấy con Penny. Mấy con Penny để leo nốt cái siêu len pháo lên 20. Hiện tại thì anh ấy có một con Unimark nhưng mà đã swap sang Penny rồi. Mình sẽ tháo hết đồ ra để mặc đồ cho Sherlock cũng như là Penny để qua cái siêu len này. Ok, Penny này thì đeo một đồ 1-3 cho nhiều đam. Tháo cả cái giày ra nữa. Đúng rồi, đam của nó khá là cao, 262.000. Nhưng mà có một cái là stone con này không chuẩn nên mình phải dùng tháp cho nó. Stone không, nó không đổi được crit dam attack cho nên là mình phải dùng tháp cho nó thôi. Hình như là skill dam thì phải. Mình sẽ mở thêm Valentino. Mình sẽ dùng thêm hai con Valentino và một con Sigmund nữa. Ok. Ở đây thì có cả con Blicker, con Sigmund. Sigmund này thì mình sẽ đeo cho nó cái artifact là Demon Bell, nó xả skill ngay từ round 1 nha. Còn Valentino thì không cần đâu mọi người. Valentino thì chúng ta cần nó choáng round 2 chứ không cần nó choáng round 1. Mình sẽ thử để cho nó ở level 1 thôi. Nói chung là mình muốn để cái đội hình này nó phụ thuộc vào Sherlock nhiều hơn. Mình chưa vội nâng lever, nếu mà không qua được thì mình sẽ nâng lever mấy con nhỏ này. Ok. Siêu len 20 pháo nào. Ở đây thì còn ba cái siêu len đang 19. Lá, pháo và lai nữa. Mình sẽ pass từng cái siêu len một. Mình nghĩ là trong vòng 2 tiếng này thì mình sẽ pass hết, bởi vì cái event hôm nay là thứ 6 nên nó đã update hết rồi. Chúng ta có thể tháo gỡ thần khí và mình sẽ qua tất cả cái siêu len cho anh ấy. Ba cái siêu len thì đúng hơn, không phải là tất cả. Pháo này, sau đó mình sẽ qua lá và sau đó sẽ qua lai. Như vậy làm choáng khá là tốt. Mình còn con Sherlock, nó có nhiều well calculator trong người để nó đổi máu và sống lâu như thế này. Penny này thì hơi a đuổi, bởi vì cái stone của nó là skill dam và cái artifact của nó là cái tháp. Thường thì Penny phải đeo, đúng là phải đeo Aguario và cái stone là phải là crit dam attack thì mới chuẩn. Nhưng bạn thấy ở đây thì con Sherlock của mình nó sử dụng cái well calculator, nó hóa băng ngược lại những con tướng địch, thành ra nó mất khá là nhiều lớp well calculator trong người, thành ra nó không đổi máu được nhiều. Đó là một cái điểm khá là bất lợi. Đổi máu rồi, làm ba con bị dính CC. Mình nghĩ là khi mà đã có cái này rồi thì qua rất là dễ thôi, rất là đơn giản thôi. Ok. Con Sherlock của chúng ta đang cầm Artifact Rui cộng 2. Ok. Bên kia bị hóa chi mất 2 con, bị đóng băng 1 con nữa. Cái con Sherlock này rất là hay ở trên siêu len. Nó dùng cái well calculator, nó đổi cái CC. Nó cũng được, nhưng mà không nên mình vẫn không muốn cho con Sherlock này bị mất quá nhiều layer, nó không đổi máu được nhiều. Cái quan trọng là nó phải giữ được layer và đổi máu liên tục thì con Penny mới được bắn chùa lâu hơn và dễ thắng hơn. Ok. Hy vọng nó sẽ đổi máu được ra là không được rồi. Chúng ta sẽ phải xem lại. Ok, Rui cộng 2 này. Mình sẽ nâng lever cho con Valentino để làm gì? Để là khi mà cái những con đồng đội của chúng ta mà khi mà nó active skill thì nó có tỷ lệ làm chóng chùa skill 4. Làm chóng chùa cái skill 4 hay 3 gì đấy. Thì mình sẽ nâng nó lên level 80 thôi. Để nó, các bạn hiểu là khi mà chúng ta con Sherlock nó dùng cái well calculated, nó đổi CC rồi ấy, thành ra nó ít layer để đổi máu. Mình sẽ tận dụng mấy con Valentino này làm choáng trước những con địch, để những con địch con minion nhỏ ấy, để cho những con minion nó không đánh. Mà khi nó không đánh ấy thì con Sherlock lại không cần phải dùng cái lớp well calculated để đổi CC nữa, và trong người nó sẽ có nhiều layer hơn. Mình nghĩ thì này là hợp lý rồi, nâng lên 80.
Và tí nữa mình sẽ cho các bạn xem một cái khá là thú vị ở trong cái đội hình này. Tí nữa mình sẽ nói, còn bây giờ mình sẽ chưa nói đâu. Con này mình cũng sẽ nâng lên 80. Con này có burn và phá giáp nha mọi người nha. Còn Sigmund này, thật ra thì Sigmund bộ skill của nó thì khá là dễ hiểu. Và các bạn thật ra thì ai cũng biết được con skill con này. Một trong những con có bộ skill đơn giản và phổ biến, bởi vì là thật ra thì ai mà chả chơi Sigmund, đã từng chơi Sigmund đúng không? Ok, nó hơi lag một chút, thông cảm nha mọi người, sorry. Mình sẽ nâng tiếp level cho nó lên 80. Level thì đúng hơn. Đến đây mà anh Quân mà anh nghe bạn chỉnh sửa tiếng Anh của mình thì mình ngại chết. Phải đọc đúng tiếng Anh không lại bị mắng. Ok. Burning counter attack. Ok, chúng ta quay trở lại thôi. Tí nữa mình sẽ nói thêm một điểm thú vị ở cái đội hình này. Đây. Mình sẽ cho con này, con Blinker này chết trước. Nó có tỷ lệ làm choáng khá là cao. Thế cho nên là mình sẽ để nó chết trước. Đứng trước solo. Mà hình như là chúng ta sẽ phải cho thêm nó mặc thêm cái Rui cho nó nữa để nó tăng tỷ lệ CC. Đúng rồi. Hình như là vẫn còn thừa một cái Rui mặc định nữa. Ok đây. Thì mình sẽ dùng cái Rui này để cho nó tăng tỷ lệ làm choáng lên. Chúng ta sẽ điểm qua skill của nó. Khi chết có 45% choáng. Đòn đánh thường là 65%. Cũng khá là nhiều. Nó khá là cao đấy mọi người. Thì con Blinker này 10 ấy. Các bạn có thể check lại cái video cũ mình leo xin lên 16, 17, 18. Hình như là mình cũng có dùng con Blinker này ở trong những cái video đấy. Thì mọi người có thể xem lại. Hình như đó là những cái video đầu tiên của kênh của mình. Để hàng trước này thì làm choáng kinh lắm. Các bạn xem nhá. Làm choáng được một con này. Khi nó chết nó cũng làm choáng được mấy con hàng sau nữa. Đấy, đòn đánh thường thì đánh lên frontline. Còn cái passive skill thì là chết là làm choáng cái backline. Thì round vừa rồi thì chúng ta đã vừa thấy cái sức mạnh của nó. Giờ đổi máu liên tục này. Vì con Sherlock nó không mất cái lớp well calculated thì nó đổi máu tốt hơn. Lúc nào trong người cũng phải có hai lớp thì nó mới gọi là ổn định. Thì mình sẽ khiến cho con Blinker chúng ta sẽ khiến cho bọn nó làm choáng trước và con Sherlock không phải mất well calculated để hóa giải CC. Đấy. Mình giải thích ngắn gọn. Các bạn nghĩ được, mình nghĩ là các bạn có thể hiểu cách dễ dàng như vậy. Vì cái tiêu điểm tướng của Sherlock thì mình cũng đã làm video rồi. Còn các bạn mà chưa hiểu well calculated là gì thì các bạn có thể xem lại cái video tiêu điểm tướng đấy. Mình cũng sẽ để lại link ở trên góc phải luôn. Ok, tiếp tục nào. Hóa chim được một này, làm choáng được một này. Ở khi con Blinker lại làm choáng được thêm một con nữa. Như vậy là round 1 chúng ta đã có 3 con bị choáng rồi. 4 con bị choáng nhờ Valen nữa. Khá là ổn định, đổi máu này không mất khiêng này. Không hóa chim được ai này. Round này thì lượng máu không đủ nhiều mà bị active. Thành ra chết luôn, chứ không đổi máu, nó chết luôn. Mất khiêng rồi. Bồ câu một làm choáng luôn này. Chết làm choáng thêm một con nữa này. Khá là ok. Làm choáng thêm một con nữa, tốt quá, đổi máu nữa này. Lại đổi máu tiếp tục này, ngon rồi. Burn nào. Van này thì không đổi máu rồi. Mình nghĩ là phải đánh thêm một chút nữa. Cần một chút may mắn nữa, bởi vì là cái skill của con Sherlock ở cái passive, mà skill thứ 3 là passive thứ 2 ấy, thì mỗi round kết thúc có cơ hội được tối đa là hai lớp thì chúng ta cũng cần cái may mắn đấy. Nếu như không may mắn thì nó chỉ được một lớp thôi. Vẫn cần cái sự may mắn đấy. Chết luôn rồi. Mình cần Blinker làm tốt này. Mình cần Valen làm tốt và mình cần Sherlock có well calculated. Thế thôi. Làm choáng hai như những gì chúng ta mong đợi. Đấy. Perfect. Nó ra là gọi là perfect rồi. Chỉ cần Penny bắn tốt thôi. Đổi máu liên tục vì nó có lớp well calculated mà. Ok. Hóa chim đi. Lại chết rồi. Tưởng là perfect nhưng không. Vẫn chưa perfect lắm. Ồ, làm chó chỉ một thôi. Ừ, nhưng mà nó hóa chim được. Như vậy là tất cả đã bị CC. Tiếp tục nào. Hóa chim. Ôi, đổi máu. Ngon. Ra này thắng đây. Mình nghĩ là có thể thắng. Có thể thắng nhá.
Ôi lại đổi máu tiếp rồi. Đổi máu tiếp này. Hay quá. Ôi hóa chim thôi, thắng rồi. Ui, Penny được bắn chùa luôn và chúng ta đã xong cái siêu len 20 pháo đài. Chúng ta đã xong cái siêu len pháo 20 pháo đài rồi. Mình sẽ chụp màn hình lại một tí. Có thể chúng ta sẽ chuyển qua leo siêu len lá luôn. Chúng ta sẽ rã cái artifact Rui và nâng lên cái crown cho con Rogan. Mình nghĩ là mình sẽ chuyển qua. Mình nghĩ là mình sẽ chuyển qua leo siêu len pháo luôn, siêu len lá luôn. Phần thưởng của người chiến thắng là những cái mảnh elite. Xong 20 rồi. Đến siêu len lá và siêu len lai nha mọi người nha. Mình nghĩ là mình sẽ rã cái Rui ra và leo siêu len luôn. Leo luôn cái siêu len này luôn. Slop gọi là MVP. Khi mà chúng ta có một slop và một penny thì có rất nhiều cách qua. Nhưng mà chủ yếu cơ bản là làm sao giữ well related cho slop thôi. Ok, chúng ta sẽ qua siêu len lá ngay lập tức luôn. Mình sẽ, như đã nói thì mình sẽ rã Rui ra và nâng lại crown. Và khi mà chúng ta xong rồi thì chúng ta lại có thể swap lại. Đó là cái hay của event bây giờ nó được update là như vậy. Cũng khá là lâu rồi. Rã artifact và ghép lại artifact. Còn hai cái siêu len 19 chưa qua nữa. Mình nghĩ là trong giây lát tới thì mình cũng sẽ hủy diệt luôn.